luôn đi thôi mẹ nhà luôn. Mẹ mày câu giờ luôn mẹ nhà. Bây giờ em thích đi là sao? Đi cùng ấy. Mày kêu là giờ em không muốn đi thì sao được không? Hôm qua em thích em hôm nay hôm qua em muốn đi thi, hôm nay em hết hứng rồi, không đi thi nữa. Chán rồi. Đi lắm chán, nhà luôn. Sao trưa nay không ai lên xe ta đập cô tôi cộng 8. Đây là cô tôi cộng 8. Mình khinh tao không lên. Kêu xịt rồi cười ha 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 ha. Bùm mới lên. Ê chà, có cái hệ Ume, mày có chơi hệ Ume không? Ume này Media tên anh Ume. Người chơi hệ Ume này. Zé Luis, tao bảo là cái thằng Zé Luis mày. Tên hay không? Chưa có bao giờ nghèo như hôm nay. Cannavaro luôn. Ui. Thật. Chân ơi. Game độ rồi mày. Game này là game độ rồi. Chân, mày ra đi. Không có gì hải binh cả. Mọi người không có gì hải binh cả. Mọi người im lặng cho tôi. Nếu mà giờ tao ăn thì là sao không mất. Chập máu đây. Chấp máu á, tao chấp đi chợ. Cắn ngân thần luôn. Hãy nó trường giờ đi. Trường. Đó, trường bài trường mạnh đấy, trắng luôn kìa. Mày gắn cho tao một cái giáp lửa cho Gazen. Cái hạng mày gắn giáp lửa cho Gazen. Mày gắn giáp lửa đi. Giáp lửa rồi muốn làm gì làm. Hôm nay mày phải có giáp lửa. Mày muốn đánh chơi win không? Đánh chơi win đánh giáp lửa luôn. Cái giáp lửa này ngon lắm, nó khắc chế mấy thằng mà hút máu á. Con này mà 4 mà thua chịu thôi. 4 mẹ này. Hấp 4 mà thua 1 con được rồi. Thua cho 86 máu luôn. Ui cái gì này? Thời tới cả năm kịp. Cản không kịp mấy ơi. Tới cản không kịp. Tới cản không kịp.
thua 3 round đầu luôn. Đi trận đầu tiên luôn, thằng nào tranh nữa tao khóc luôn á. À, thằng nào còn tranh được đi trận. Ê mày ơi, thằng kia nó tranh đi trận tao kìa mày. Nó đang tư máu chung với tao kìa. Rồi đã đi trận luôn nữa. Mày bên này chết với tao. Cái mẹ con cộng 8 của tao này mà con cộng 8 khác tao bán, hôm nay tao phải bán được ít cũng 200-300 ngàn nữa. Phải nhiều người có rồi, bán được. Chỉ bán free thôi, lại dùng, không bán free. Mà kiếm được mấy trăm ngàn rồi. Đây là cái nạp tiền rồi. Cái nạp tiền chơi trong ngày hè luôn. Được tiền nữa. Thần rừng là con pháp sư và meta. Đi bụi ngay. Cái tầm này đi bụi không mà. Đừng có ngu. Đang có chơi thua làm gì. Tao hai cái khăn phép. Rồi một cái cô đánh cái gì đây? Rồi hết mày bắn rồi. Thời hết. Rồi không kịp. Vô huy luôn này. Tao biết cái game này nó bị sao quá. Nó đòi không cho con gì luôn. Nó bị không con gì cũng ra. Nó cấp 8 Vega 2 kìa. Hôi chân mạnh quá. Thank you.
đi, get the máu đâu rồi. Tàng hình nó né được chiêu kìa. Hai con Vega con mày. Game dễ à? Mà tao không có chơi. Giờ game này sao dễ vậy? Ai chừng thấy mày có con lợn nha. Hơi nguy hiểm nha. Mày đừng làm tao cảm thấy nó nguy hiểm nha. Mày đang giành với tao à? Bây giờ ai cản tao nữa mày? Cần gì bắn máu. Đầu game tao mất công bắn máu, tưởng đồ đẻo, ai ngờ cát. Ui, hai con bốn tiền cầm đồ ngon mày. Tao lấy cần gì hình nha. Nhưng mày top trên đâu đâu đấy đâu. Lấy át kìa. Tôi đam mà không lấy cung xàm ấy. À mày có cung chứ, mày sẽ cung rồi. Mình sẽ không có cung, nhìn như kiểu là mấy thằng AD mà cầm dao với nhau á. Mấy xạ thủ cầm dao. Một xạ thủ nhưng anh lại cầm dao. Thằng này đánh nhau phun nhà. Đồ khô này. Có. Em kia không chết. Không chết chúng tôi. Nó phải là tôi tám.
chạy được, thằng nào chạy được. Mày hay chạy à? Chết đi được. Nhìn ngu quá mày. Trương à, ai sợ khỏe tập một câu mẹ quay thường cao đấy. Chuyên cất. Chuyên cất. Nghĩa là Nico rất lên 3 luôn hả? Con ông già tức quá. Rồi Trường ơi. Ôi Trường ơi, cảm ơn Trường. Nhiều hơn nữa. Vẫn thua mày. Ôi không quá.
con Ken kìa. Không có con Ken để nó hũ nhờ. Cú 5 rồi. Cả phần top 1, top 2 là bốc hơi này. Thần tài kéo cái này yếu ta. Tên này mà thua trầm cảm luôn á. Với tên này là thua chết luôn. 20 máu đi, đủ đi rồi. Gặp ai đấy? Gặp ông... Đó, gặp thằng ba đồ này. Xong rồi. Đây. À còn 5 máu. Lên đây lấy nó phim cá chứ rất ba sao bên mày. Con rất ba sao yếu quá ta. Đồ chuẩn đó. Đi rồi. Bài trường nữa. Trường ơi, mày giết tao rồi trường ơi. Rồi. Ba xà mãi, bài Z3 vẫn yếu ra. Mày gắn lại lốc mới lại một cái thích ngon hơn ấy. Chắc. Đó thằng là thằng đấy á đi từ mấy máu người thì 5 máu. Trên top 3 và mai đó là sư lạc rồi. Xong để ham chơi cao lên. Quốc cộng 6 không biết rồi.
cho nó cao lên thì mày. Cho tay rồi. Ibra. Ibra một. Đầu kia cho con tí cho con lặn khác cho đầu con Thread hơn á. Châu gì tích lặn tí bỏ lặn đi cho Thread. Thay lặn bằng mấy bằng con trước. À chấp trước. À chấp lặn luôn. Bên 8. Bên 8 lên đây là 8 trước đi. Đi đi chợ lấy đồ. Đi chợ lấy đồ Timo. Tăng là 2. Tăng là 1. Thương phép. Có quỷ thư. Hết. Timo quỷ thư con nhất. Nhất. Tiếu cái quỷ thư kiếm Timo nó mắc binh luôn. Khủng này, đạn 2 cầm đồ, cầm 3 đồ kia sao bằng con Thread cầm 3 đồ kia được. Đừng kiếm đồ Thread nữa, đừng kiếm đồ Thread nữa, thằng ngu. Đã kiếm đồ Timo. Rồi, mày hai chai ăn mà có giải á. Nó xuống ăn Tết này luôn. Nó xuống ăn Tết rồi, xuống ăn Tết. Này nó xuống nó không có khả năng thật đấy. Ăn được. Ôi! Ôn nó, chạy ôn. Giờ em có 62 rồi. He he. Chạy ôn he he. Ông cứ chạy ôn he he đi. Chơi chưa có 2500. Lấy tìm một cái sụn cây dây kè đi, lấy dây kè. Timo cầm hai con được luôn. Để con bên em. Để bên con bên em coi bên cạnh nó nữa. Alo. Thì hiên qua bên kia đi. Để anh tìm một con. Mình để sớm quá, để sớm nó biết. Hãy chờ, hãy cái giây cuối cùng mày đổi á. Nó ở chỗ này là đúng rồi, để đúng rồi đây đi. Mày để bên kia là nó bắn Timo trước. Dạ. Nó vẫn hơi khó. Anh ơi. Không mà bị hơi yếu thực sự. Xem cái cho tao tơ cho mày á, cái cao tơ móc cao tơ đẹp không? Đây cuối là đổi lại nhá. Tôi bên kia có hai góc thôi mà, đây có đổi góc bên kia. Xong rồi tôi sau là để giữa. Đổi góc bên kia trước rồi. Tên sau nó mới đổi giữa thôi. Ngô đã chờ đấy. Ơi. Sao? Con zone nó khỏe hơn hả? Ai nó có thêm con zone gì hả? Thôi đâu, tuần này ghê mày ơi. Ồ, vứt quá. Để giữa thì để giữa. Mày không nên lên 8 mà sao nãy giờ mày không tích tiền được tiền nữa. Ồ, tôn gì lên 8. Kêu tích tiền. Tôi kêu tích tiền từ cách đây 4 năm tơn nữa, tưởng lên được rồi. Thank you.
Để bên đây qua ngoài cùng đi. Để bên đi vào cái nick đổi thưởng nghe. Hôm nay tài khoản nó cũng còn nhiều như hôm qua nữa. Đi mua đi. Đồ ở đâu chết đến nơi rồi. Con này là ngay đầu tiên. Nó để không? Phải để giữ thôi. Nó ngay đầu. Nó giết mấy con ăn tanh mày ghê nhanh quá. Nó khó khăn mà. Chị ơi nó khó khăn mà. Tôi nói là nguy hiểm con ra số khó khăn mà chết. Bởi nó không có khăn ăn được nữa. Cái cắt mẹ đầy góc sao mà tại đam chính của mày để sát vào người đối diện với con Nelly luôn á. Đam chính của mày Nelly nữa. Đam chính phải đối diện nha. Nelly mày để góc sát bên ngoài kia luôn. Sát ngoài góc rồi. Đổi con lợn qua bên này. Đổi con lợn che trước mặt này. Chào mấy kiểu nhá. Có từ hết sức có thể. Tập 3 rồi, tập 2 rồi. Mày giờ chưa lên 8 nữa. Đúng ra mày lên 8 từ lâu rồi á. Xong mày roll được con được con Nico rồi. Liliana là win chắc luôn. Chưa? Còn gói. Chưa? Gói mà. Lên là cấp chưa? Bán full bọn kia đi, lên cấp luôn đi. Sao coi bị áo sao không? Trời ơi, thằng này cũng lên cấp luôn hả? Sao máu đi luôn rồi. Cái giáp gai. Có hồn làm gì? Mày có 4 hồn rồi mà. Chắc là ai? Trước mặt nó có dàn tanh tre, còn hai con kia để chéo góc kia để đỡ cái okay, con giáo. Đỡ, che gì? Thôi đỡ qua che tim mô, che con tim mô kìa. Con nó lao vào trong. Thôi giờ mày ăn được thằng kia là mày phải cố gắng để ăn thằng kia đi. Giờ là gặp mày nó đẹp nó này. Giờ là mày phải để ý sao đối diện nha. Đối diện á. Đối diện con Nelly. Cao luôn, để hết cao luôn, Mày cao hết con luôn. Mày nó còn cái bà sao khó quá ta.
vô dụng như gì vậy? Kia nó có cái dây kè bài đỏ quá, chó đỏ đấy. Ai đỏ đúng đỏ luôn á. Đỏ thế vậy. Nó dồn đây hai. Ờ gì? Thua gì? Ly xin 2 đó. Đổi góc đi. Kéo đi. Rồi để góc bên này là con góc bên này có con kia chịu khó, góc bên này có con rắc ba nó xe đam rồi mai trường bạc rồi đấy.